những điều thú vị về chim ruồi, loài chim bay lùi duy nhất trên trái đất. Chim ruồi là loài chim duy nhất có thể bay lùi do cánh của chúng có thể hoạt động tự do theo chiều hướng của vai. Cấu tạo đặc biệt này còn cho phép chim ruồi có thể bay đứng yên một chỗ và giữ cho đầu chim cố định. Chim ruồi nổi tiếng với khả năng vỗ cánh cực kỳ nhanh với tần suất 70 đến 80 lần trên giây. Với chiều dài khoảng 8 cm, nặng từ 2 đến 20 gram, chim ruồi là loài chim nhỏ nhất trên trái đất. Theo các chuyên gia về chim ruồi, loài chim nhỏ bé này có thị giác rất tốt, giúp chúng có thể nhìn thấy thức ăn cách xa khoảng 1,3 km. Tổ chim ruồi rất nhỏ, có kích thước bằng một quả óc chó Anh. Não bộ của chim ruồi chỉ to bằng hạt gạo, nhưng chúng có trí nhớ siêu hạng khi cần tìm kiếm thức ăn. Chim ruồi có thể nhớ được bông hoa nào chúng đã từng hút mật và thời gian cần thiết để một bông hoa tái tạo lại mật hoa. Chim ruồi cái làm tất cả mọi việc mà không có sự giúp đỡ từ con đực, từ xây tổ, đẻ trứng cho đến chăm con non. Chim ruồi ong Cuba là loài chim nhỏ nhất trong họ chim ruồi với kích thước bằng một con ong.